Chào mừng các bạn đến với hệ thống laptop Satech Shop. Tôi là Đăng Thi. Trong năm mới 2020 này, chúng ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khi chúng ta chọn lựa đầu tư mua thêm cho văn phòng công ty chúng ta những bộ máy bộ chuyên dụng với giá tiền vừa phải nhưng vẫn đáp ứng được những cái yêu cầu là bền bỉ, đạt tốc độ và đầy đủ các cái option như Windows. Xin giới thiệu với các bạn những mẫu mà chắc chắn là sẽ được nhiều công ty chọn lựa nhất cho năm mới 2020 này, đến từ các thương hiệu quen thuộc Dell, HP hoặc là Lenovo. Chúng ta sẽ điểm qua lại một số mẫu thường xuyên được các cái doanh nghiệp yêu thích nhé. Đầu tiên chúng ta thấy để mà chúng ta sử dụng những cái bộ văn phòng cho các nhân viên thì thông thường chúng ta cần một cái máy nhỏ gọn và với một cái màn hình tiêu chuẩn đời mới. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn những cấu hình từ i3, i5, i7. Ví dụ như ở đây trước mặt chúng ta đang chạy một chiếc CPU mẫu của Dell Optiplex với core i5. Với một thùng core i5 RAM 4GB và ổ cứng 500GB như thế này. Với số tiền khoảng dao động từ 6 đến 7 triệu, bạn có thể chọn với cái mã là Optiplex 7010 ở đây nhé. Đây là một trong những mẫu được nhập khẩu từ trực tiếp từ Mỹ về với cái độ bền rất là cao. Đi kèm với một cái màn hình Dell mới 100%. Chúng ta có thể chọn lựa 19 inch. Với cái màn hình này thì chúng ta có thể an tâm cho việc sử dụng. Ở đây chúng tôi thấy là đây ví dụ cái thùng như thế này. Đây là một cái thùng mới 100%, nguyên thùng về. Đặc biệt là ở những cái thùng này chúng ta có thể nâng cấp lên thêm RAM từ 4GB lên tính 8GB, 16GB tùy thích nhé. Ở đây có rất là nhiều phân khúc, Core i3, i5 và i7. Ở đây chúng tôi đang giới thiệu các bạn là Core i5. Để giá trị nó được tăng tốc độ cao hơn, chúng ta có thể có sự lựa chọn khác đến các cái dòng đời cao hơn tí xíu nữa. Ví dụ như 7020 hay là cao hơn nữa thì có Optiplex 5040 đó, hoặc là máy trạm dòng Precision T1700. Thì ở đây có những cái mẫu này nó sẽ theo cái option của chúng ta, theo cái giá tiền chúng ta mong muốn. Thì ở đây xin nói lại là sẽ đi cùng với là một cái màn hình mới 100% của hãng như thế này nhé. Đây là một màn hình mẫu của chúng tôi. Ở đây có rất là nhiều bộ giá, xin hãy bạn hãy đến bên website. Ở website chúng tôi, các bạn hãy vào Laptop Satech Shop ha. Vào máy tính bàn ở đây. Đây nhé. Sau đó chúng ta sẽ thấy rất là nhiều mã, ví dụ như cái tôi đang giới thiệu với các bạn như là Optiplex 790 hay là nó cũng sẽ có mức giá là 6.690 với một bộ như thế này là chỉ 6.690.000 đồng. Còn nếu như bạn muốn nhẹ tiền hơn, có i3 RAM 4GB, ổ cứng 250GB, vẫn là màn hình Dell chính hãng bảo hành 3 năm với giá chỉ 5.790.000 một bộ của i3. Về cái vỏ máy nó vẫn giống như nhau, nó chỉ khác nhau là con chip thôi. Nếu chúng ta có nâng cấp lên thêm, ví dụ như một cây RAM 4GB lên 8GB thì chúng ta sẽ phải phụ thu thêm khoảng tầm 500.000 đồng. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều mã để chúng ta lựa chọn. Nếu chúng ta chọn một cái thùng không thì cái thùng đó nó sẽ dao động khoảng tầm 5.3 triệu. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là thùng Dell 990 hay là 790 5.3 triệu, 5.4 triệu một thùng. Thông thường thì các công ty sẽ lựa chọn là đầy đủ option trọn bộ. Tất cả những mặt hàng này chúng tôi đều bảo hành là 12 tháng. Riêng màn hình sẽ được bảo hành theo chính hãng luôn. Về chất lượng thì các công ty quen thuộc đã từng mua sắm với chúng tôi đánh giá rất là cao về những cái độ bền. Và dĩ nhiên là ở đây chúng tôi cũng đã test thường xuyên để cho cái chất lượng nó được đảm bảo, thì chúng tôi kiểm tra rất là nhiều yếu tố. Thì chúng tôi khẳng định rằng đây là những mẫu bền nhất thế giới hiện nay. Ở đây chúng ta thấy có một cái dòng máy đặc biệt cao hơn là dòng Precision. Hiện tại chúng tôi đang trưng bày là một con T1700. Đây là dòng máy trạm nên cái hình thù bên ngoài nó khác, nên nhìn nó cao cấp hơn. Nó sẽ đáp ứng được những yêu cầu khó hơn về cái độ hoạt động. Đây là máy trạm, xin giải thích thêm, các bạn nào chưa rành sẽ hiểu. Đó là một cái dòng máy giống như là sẽ hoạt động liên tục, có thể hoạt động liên tục không ngừng. Mà những dòng máy thường không đáp ứng được thì nó sẽ đáp ứng được. Thông thường ở Việt Nam chúng ta sử dụng máy trạm cho việc thiết kế đồ họa vì nghĩ rằng nó bền. Ở đây chúng ta nên tách ra làm hai, đồ họa nó phải là liên quan đến card màn hình, còn máy trạm là một cái dạng máy chuyên dụng chuyên môn cho hoạt động xuyên suốt như thị trường chứng khoán
hay là những công ty mang đến dùng server, thì xu hướng gần đây người ta sử dụng những cái loại thùng nhỏ để cho nó tiết kiệm được diện tích nè, tiết kiệm được điện nè, nhưng vẫn giữ được cái độ bền rất là cao. Thì ở đây chúng ta cũng có nhiều mã như thế này để chúng ta lựa chọn. Với số tiền khoảng dao động cũng không cao, khoảng từ 8 triệu cho đến 25 triệu, bạn có thể chọn lựa những cái option riêng cho từng mẫu. Các bạn sẽ được tư vấn bởi các chuyên gia IT của chúng tôi khi đến trực tiếp tại shop chúng tôi. Cao hơn nữa là một dòng máy trạm chuyên dụng, ví dụ như chiếc Ryzen T7810 như thùng này. Tất cả đều nhập khẩu từ Mỹ về, thì đây là một thùng chuyên dụng dành cho máy trạm. Ở đây nó đi theo những cái option riêng, thì nó có thể dao động từ 35 triệu cho đến 45-50 triệu. Ở đây chúng ta thấy ví dụ như T7810 chip Xeon i5 2678V3, 32GB RAM và SSD 250 cộng với một ổ cứng 1T, đặc biệt là chip chạy con cả màn hình B2000 và mặt có một cái màn hình 24 inch ultra sharp, đây là màn hình loại lớn. Thì dao động sẽ mức giá khoảng từ là khoảng 35 cho đến 46 triệu. Chiếc chúng tôi vừa nói bạn là chiếc này là 46 triệu 790. Hoặc là cao hơn nữa thì có dòng con B4000 thì giá nó sẽ cao khoảng tầm 10 triệu. Đó. Còn nếu như mềm mềm thì các bạn sẽ có thể chọn những option nó nhẹ hơn tí xíu. Với sự đa dạng về mẫu mã cũng như là option, chúng tôi tin rằng sẽ hỗ trợ giúp các bạn rất là nhiều trong việc lựa chọn. Nên các bạn ở đây chúng ta chọn một cái thùng riêng nhé. Ví dụ như một cái thùng như hồi nãy 7810 Xeon, thì với đặc biệt là có cái con cả màn hình K4200 thì khoảng tầm 37 triệu cho một cái thùng CPU không. Đây là dòng chuyên dụng cho máy trạm kết hợp với lại card đồ họa. Render rất là ok. Đó. Thì những cái card mới gần đây là nhờ là B2000, B3000, B4000 thì nó sẽ có cái dòng đời mới hơn, mát hơn, nó sẽ rất đắt. Và nếu như chúng ta sử dụng những card K phổ thông thì rất là nhẹ tiền cho việc chuyên dụng cho giới đồ họa các công ty, đặc biệt là các công ty thiết kế kiến trúc. Ở đây có hai loại, một loại chúng ta sử dụng là HP Dell, còn có thể chúng ta sẽ sử dụng HP, cũng là một đối thủ nặng ký của hãng. Ở đây chúng ta thấy một thùng HP dòng Jack, gọi là Jack 440, với cũng là chip Xeon là hiện giờ là cao nhất trong dòng đời này. Ở đây có rất là nhiều mã, ví dụ như một cái thùng E5-2678V3 32GB SSD 250GB và ổ cứng 1T, thì dưới dòng các màn hình B4000 bạn sẽ có mức giá là 43 triệu 790 nghìn đồng. Nếu như nhẹ hơn dòng K thì chỉ khoảng tầm dưới 30 triệu 28 triệu 790 nghìn đồng như là cái thùng này nhé. Còn nãy tôi mới nói các bạn là thùng 43 triệu là đây. Nó khác nhau ở cái card màn hình. Card này rất đắt tiền. Đó, bạn có thể đi kèm với là cái bộ màn hình hoặc là mua máy không thì thích. Nó rất là nhiều option mà chúng tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn cho các bạn hoàn toàn là miễn phí. Rất là nhiều mã, hôm nay về rất là nhiều. Đó. Nếu như bạn nào mà thuần chủng thích Lenovo, các bạn cũng có thể chọn những cái mã đến từ ThinkPad. Đó là một trong những phiên bản có thể gọi là bền nhất thế giới hiện nay. Ở đây chúng ta có một cái thùng Core i5 4570, RAM 4GB và ổ cứng 500 với giá chỉ 5 triệu 590 nghìn đồng cho một cái thùng đúng chuẩn Mỹ như thế này. Bạn có thể đi kèm với một cái màn hình của Lenovo. Thì chúng ta sẽ chọn lựa tùy theo cái sự cần thiết của phía công ty chúng ta. Ngoài ra thì một số mẫu All-in-One đến từ Dell, HP, ví dụ như ở đây chúng ta thấy có một cái chiếc All-in-One. Chiếc này thì với màn hình 21.9 inch, khoảng tầm 25 inch, 22 inch, chúng ta có thể có được một chiếc All-in-One tất cả trong một, có loa, có Bluetooth, ổ đĩa, tất cả mọi thứ. Với phân khúc này tầm khoảng từ 8 đến 12 triệu, bạn có thể chọn một chiếc All-in-One cho văn phòng một cách rất là chuẩn với màn hình cực đẹp như thế này. Tiết kiệm về diện tích, không cần CPU, chỉ cần cái này với là một bộ bàn phím là xong. Ngoài ra thì bạn có thể chọn một chiếc siêu cao cấp đến từ Apple, đó là iMac. Ở đây chúng ta thấy một chiếc iMac gần 22 inch, đó là 21.9 inch. Ở chiếc này chúng ta có thể có sự lựa chọn nhiều cấu hình khác nhau. Hiện tại chúng tôi có phân khúc 18 inch,
18.790.000 đồng cho chiếc 21.5 inch, i5 RAM 8GB và ổ cứng là 1T với màn hình Full HD. Đây là chiếc đúng chiếc này. Ngoài ra thì một số mã khác nó tùy theo cái option, nó cũng dao động từ 17 triệu, 15 triệu, 18 triệu cho đến 25, 30 triệu tùy cái option. Rất là nhiều mã dành cho máy bàn mà bạn có thể lựa chọn. Hiện tại chúng tôi cũng mới vừa về được một cái bộ gọi là Mac Pro với cái cấu hình rất là khủng dành cho giới đồ họa đam mê. Đây là chiếc Mac Pro Xeon dòng E5. Con này thì rất là đẳng cấp. Hiện tại chúng tôi đang có sẵn là 3-4 bộ như thế này với cái option khác nhau. Bạn có thể lựa chọn. Chúng tôi sẽ cho các bạn xem cái hình mẫu của cái chiếc Mac Pro. Dòng này thì khá là hiếm tại thị trường Việt Nam. Đây là một cái thùng CPU đặc chuẩn riêng của Apple dành cho giới đồ họa. Nó phải đi chung với một cái màn hình riêng biệt của nó. Và đây là chiếc Mac Pro mới 100%. Ở đây có, chung như tôi nói, nó có rất là nhiều cấu hình chip Xeon. Nó tùy theo cái cạc từ 35 triệu, 69 triệu cho đến 9 mấy triệu. Bạn có thể lựa chọn những option rất là nặng và đẳng cấp. Mới 100% Mac Pro đây, logo. Chúng ta có thể cáp với lại một cái màn hình của Apple 27 inch khoảng tầm 9 triệu 9, với trọn bộ sẽ dao động khoảng tầm là 45 triệu. Bạn có thể chọn cho mình một cái option hàng đầu thế giới, rất là hiếm có trên thị trường. Ở Việt Nam chúng ta hầu như người ta chưa biết cái này là cái gì. Nó, tôi xin ví hay như nhớ là như một cái thùng CPU này thôi, nhưng được tinh gọn, độc đáo hơn, gọn hơn, và đặc biệt là dùng cho giới quảng cáo và cũng như là giới đồ họa, người ta sẽ chọn những cái mẫu này, nó sẽ yêu thích cao hơn. Ở đây chúng ta có một bộ option sẵn nhé, là bộ Mac Pro Xeon E5 RAM 16 SSD 512 Vega, và là với màn hình tổng giá trị sẽ là 47.790.000. Đây là bộ này chúng tôi có sẵn tại đây nhé. Trong năm mới này sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi từ phía cửa hàng. Hệ thống chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để hỗ trợ các bạn có được sự lựa chọn dễ dàng hơn khi mua sắm. Đặc biệt nếu các bạn có điều kiện, xin mời đến hệ thống Laptop Style nơi chúng tôi đang làm clip, đó là địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh. Rất là nhiều mẫu mã sẽ giúp các bạn lựa chọn cũng như là tận mắt cảm nhận, sờ thử những cái con khủng nhất thế giới. Tất cả đều có ở đây cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Laptop Style.